chào quý vị à, quý vị có nghe rõ không à, trước khi bắt đầu à, buổi pháp ngày hôm nay đó mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ đức thế tôn nạp ta tassa phagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa à, Thưa quý vị đó à, Ngày hôm nay à, chúng ta có một cái buổi pháp hội cầu an trong một cái chuỗi giảng những cái ngày xuất thì bản thân chúng ta đã tham dự rất là nhiều khóa rồi ha rất là nhiều những cái buổi giảng rồi à, những vị trước thì nói rất là nhiều những chủ đề để chúng ta tìm được cái sự bình an ở trong cuộc đời này và nhất là cái dịp mà Tết đến xuân về Mặc dù hôm nay là 21 rồi Mà không có ai gọi 21 là còn là mấy ngày Tết cả ừ. Chúng ta chỉ có thể nói là ngày đầu năm thôi Thì thưa với quý vị đó Khi mà năm nay, sư thấy năm nay là năm con hổ ha thì ngay từ đầu nghe ngay từ đầu năm á, thì sư có cái uh, suy nghĩ là nếu như năm con hổ thì trong giáo pháp của mình ấy có cái gì nó liên quan đến con hổ không ta? <laughs> và sư thấy là hình như có đó. Mà cũng không ít đâu. Cho nên ngày hôm nay sư chia sẻ với quý vị con hổ trong Phật pháp. Và sư hy vọng là khi mà quý vị nhìn thấy con hổ ở trong Phật pháp này đó, thì chúng ta sẽ có thể thỉnh cái ông 30 đó, thỉnh con hổ đó về trong nhà của mình. Thường con hổ ở thế gian á là cái biểu tượng của một cái sự kiên um, kỵ, tại vì uh, người ta không có dám gọi thẳng là ông hổ mà người ta chỉ dám gọi ông 30 thôi đấy rồi người ta cũng đâu có ai dám thờ ông hổ trong nhà đấy. mà người ta có sợ lắm đó. người ta lập cái miếu thờ đó thì cũng lập cái miếu ở ngoài nhà của mình đấy nhưng mà con hổ ở trong Phật pháp đó, nó hơi khác đi xíu nó hơi khác tí xíu mình không dám thờ ông hổ thế gian ở ngoài ở trong nhà nhưng mà mình có thể thờ con hổ của chánh pháp ở trong nhà do đâu thứ nhất ấy, là chúng ta nên vẽ nên vẽ cho mình ấy, hình ảnh của một con hổ ở trong giáo pháp đó là gì thứ nhất để ý coi có gì để ý coi cái tiếng của con hổ khi mà nó gầm lên thì thứ nhất nó có nó có nhiều cái à, biểu hiện lắm thứ nhất là cái tiếng con hổ vang rất là xa người ta có thể đứng cách mười mấy cây số mà người ta vẫn nghe được tiếng con hổ trong khi đó tiếng của mình ấy cách vài trăm mét thôi nha nó vang xa vài trăm mét thôi à, và thường thì nó chỉ tầm hơn một trăm mét đổ lại thì người ta còn nghe được cái tiếng người á, là mình nói cái gì còn nếu như mà hơn nữa đó, thì người ta chỉ nghe là à, có âm thanh của con người thôi chứ người ta không biết được là cái người đó đang nói cái gì nhưng mà âm thanh của con hổ thì khác nha nó có thể vang mười mấy cây số do đâu do con hổ khi mà nó gầm lên nó gầm bằng sự tự tin và nó gầm bằng sự không sợ hãi và nó gầm bằng toàn bộ cái cái sức lực cái sức mạnh của nó có thì cũng như vậy đó. các bậc trí tức là những cái người có trí ha, những người có trí những người có chánh kiến những người có sự tu tập thì các vị đó không hề có sự e sợ khi tuyên bố về chánh pháp do đâu do chánh pháp nó có sự lan tỏa rất là xa mà mình không ngờ tới đâu thưa quý vị ở trong kinh rất là nhiều bộ kinh rất là nhiều bộ kinh đặc biệt là trong chú giải khi mà nhắc đến cái câu mà bố thí pháp là cao thượng nhất trong tất cả các loại bố thí đấy thì chúng chú giải có nói rằng nếu như một người mà chưa từng nghe pháp thì người đó sẽ không bao giờ bố thí. Như vậy có nghĩa là sao? Như vậy có nghĩa là cái trái đất mấy tỷ người mình, mà những con người đã biết cho đi, dù chỉ là bà mẹ cho đứa con một cục kẹo, nha, à, hoặc là mình thấy một người nghèo mình cho họ một vài đồng tất cả bất kể tôn giáo bất kể sắc tóc bất kể màu da chỉ cần mà họ đã từng biết cho đi nghĩa là trong cái dòng luân hồi trong quá khứ họ đã từng nghe chánh pháp rồi bởi vì nếu như họ không từng nghe chánh pháp thì họ không có khả năng cho đi quý vị thấy không ánh sáng của chánh pháp nó giống như là ánh mặt trời vậy chiếu rồi xuống đại địa thì những cái loài cây nó nhờ như vậy nó có khả năng quan hợp loài người nhờ tiếp xúc được với ánh sáng chúng ta có được nền văn minh nhưng mà có những loài thì tiếp xúc với chánh pháp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời của chánh pháp họ chịu không nổi bởi vì sao nó sáng quá nó chói quá nó nóng quá họ chịu không nổi thành ra đó họ phải tiếp xúc với chánh pháp thông qua những cái sự phản chiếu từ gương từ cây cỏ từ những cái công trình từ những hình ảnh khác nhau nhưng mà họ đều có một đặc điểm chung đó là gì họ đều được sự lợi ích từ chánh pháp có một vị trưởng lão à, vị này có một cái lời tâm sự là hồi xưa đó khi mà tôi còn trẻ tôi rất là bực mình khi mà thấy những nơi mà không đúng chánh pháp tức là họ mượn chánh pháp để làm đồng làm bóng rồi mua thần bán thánh rồi làm những cái mà nó chỉ pha một chút xíu màu của đạo phật thôi đấy thì vị trưởng lão này rất là bực rất là bực nhưng mà khi đó là khi mà vị này còn trẻ và khi mà vị này về già rồi đó thì vị này có suy nghĩ khác đó là thì ra ngay cả những cái nơi ô nhiễm như thế này ngay cả những nơi mà chúng sanh xa đọa như thế này vẫn có hình bóng của Phật pháp Đấy. Thế cho nên cái tiếng của con hổ nó vang vọng rất là xa. Cũng vậy, hình ảnh của Phật Pháp nó lan xa hơn mình tưởng rất là nhiều. Và một bậc ký đó, thì vì đó không hề có sự e ngại khi nói về chánh Pháp. Đương nhiên, đương nhiên là tùy trường hợp mà mình nói chứ không phải là bà ai mình cũng lôi phật pháp ra mình nói thì nó kẹt quá ví dụ như uh, ông sếp ổng hỏi uh, cái hợp đồng ấy làm xong chưa cái mình lôi phật pháp là mình nói tâm làm chủ các tâm dẫn đầu các pháp tâm uh, làm chủ tâm tạo tác thì chắc mình nghỉ, nghỉ sớm nha nghỉ sớm hả à. À, còn ông 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 chồng ông hỏi cơm nước nấu xong chưa mình nói các dục đem lại khổ ai không còn dục thì không còn khổ là chắc là đi ra khỏi nhà đó nha tùy trường hợp mà mình nói pháp chứ không phải là bả ai bà đâu cũng nói pháp sư gặp rất là nhiều những trường hợp người ta cứ đè đầu mình ra mà người ta thuyết pháp trong khi đó bất kể thiên hạ có cần hay không có thưa thỉnh hay không nhớ giùm nha pháp rất là quý và chính vì pháp quý không có dễ mà truyền mình cứ một cái vị uh, sư huynh của sư nói sư cô Trần nghe, không có nên buông pháp dạo người dùng cái từ sẽ thấy rất là vui tức là buông pháp Dạo nghĩa là sao mình lấy cái pháp giống như là mình gánh cái, cái, cái gánh cái, gánh hàng rong á đi ra đường Cái bắt đầu mình, mình rao lên à, ai có nghe ha ai có ai Ai muốn nghe không ai muốn tới không là cứ như vậy rồi mình phân phát mình phân phát mình y như là cái người mà bán hàng rong vậy đó thì không có nên nha không có nên rồi hơn nữa trong kinh uh, tăng chi đức thế tôn nói ở đâu mà người ta không có sẵn sàng để nghe về giới luật mà mình đem giới luật ra đó như lai gọi đó là vụn thuyết ở đâu mà người ta không sẵn sàng để nghe thiền định mà mình lôi thiền định ra mình nói đó như lai gọi đó là vụn thuyết ở đâu mà người ta không sẵn sàng để nghe về bố thí mà mình lôi bố thí rồi mình nói đó như lai gọi đó là vùng thuyết dễ hiểu ha có nghĩa là sao thí dụ như um, mình đi xuống vùng quê vùng nông thôn uh, thấy người ta đang chài lưới ta đang đánh cá bắt ôm ha uh, mình nói uh, không có nên sát xanh đâu, sát xanh đi địa ngục đấy. thấy người ta đang bắt sâu làm hại ruộng, thấy người ta đang bắt ốc, mình nói không có nên sát xanh đâu, sát xanh đi địa ngục đấy. thì như vậy là vụng thuyết. bởi vì sao? bởi vì người ta đang làm nghề nuôi sống sinh mạng của họ. Mà. mình có thể mình dùng những cách khác. làm phước rất là nhiều kiểu, nha. làm thiện rất là nhiều kiểu hà cớ gì mà mình cứ chọt vô cái nhột của người ta thấy chưa rồi gặp cái người mà họ keo quá đi nha họ keo quá đi mà mình cứ đè đầu họ ra mình thuyết về bố thí thì coi chừng nha coi chừng nha họ nói. họ sẽ có suy nghĩ chắc có chắc có lẽ là cái ông này ông đang dòi dĩnh tiền của mình đây ừ đấy ở nơi nào mà người ta không sẵn sàng để nghe đó thì mình không có dễ dàng thuyết pháp Quý vị thấy để ý coi, con hổ đó nó gầm có thời nha, nó gầm có thời chứ không phải là từ sáng đến chiều nó cứ gầm suốt. Nó gầm có lúc thì mấy con khác mới biết sợ. Lâu lâu nó chỉ cần nó thể hiện cái sự tồn tại của nó là được rồi. Chứ còn mà nó gạ nó gầm riết từ sáng đến chiều á là nó không còn là con hổ nữa nha nó thành là cái máy cái máy cassette nó không còn là con hổ nữa đấy cho nên cái đặc điểm đầu tiên mình nhớ về con hổ đó là cái tiếng gầm của nó ừ. rồi cái sự xuất hiện của con hổ sự xuất hiện của con hổ thì tất cả những loài thú từ lớn đến nhỏ đều e sợ hết đặc biệt là những con thú nhỏ, nó mà nghe ở đâu có mùi hổ, nghe ở đâu có tiếng hổ, nghe ở đâu có hình ảnh con hổ, nó chạy liền, Nha, nó chạy liền. Cũng vậy đó, cũng vậy. ở đâu mà có ánh sáng của chánh pháp, ở đâu có ánh sáng của thiền pháp đến từ chánh pháp, thì ở đó. đó những bất thiện pháp sẽ biến mất. Đối với những ai mà đã học Atidam, ấy, tức là phía thăm má, đó, thì chúng ta sẽ biết được một chuyện. Đó là gì? Khi nào khi nào mà tâm thiện xuất hiện thì tâm bất thiện biến mất. Ừ. Mình cứ nghĩ là mình à, thiện với bất thiện nó có liên tục, à, nó xen kẽ lẫn nhau, nó chồng chéo lẫn nhau. Ví dụ như mình à, à, tụng kinh đúng không, tụng kinh mà cái đứa nhỏ nó rầy nó nó phiền quá thì nó chạy lung tung lang tang lung tung lang tan mà mình thì mình đang tụng kinh ừ. thì mình cứ nghĩ là mình thì mình vừa tụng nha mình thì mình vừa tụng vừa tập trung vào kinh mà mình vẫn bực mình cái đứa nhỏ nhưng thực tế á, cái tâm á, nó nhanh lắm quý vị cái tâm mà mình tập trung cái chuyện tụng kinh ấy nó là một thứ mà cái tâm mà mình bực mình cái đứa nhỏ nó là một thứ Rồi, hoặc giống như là khi mà mình đi bố thí cúng dường bố thí cúng dường à, mà mình à, gặp cái bà bạn ấy, bảo vô duyên quá đi ha, bảo vô duyên quá thì mình vừa cúng dừa mà mình vừa bực bà bạn của mình thì mình cứ nghĩ là hai cái đó nó nó xuất hiện cùng một lúc nhưng thực tế không cái tâm thiện mà mình bố thí cũng dường ấy nó là riêng mà cái tâm bực mình bà bạn ấy nó là riêng theo a tỳ đàm khi mà tâm thiện xuất hiện ở đâu thì cái tâm bất thiện biến mất ở đó tức là sao tức là khi mà cái tâm thiện mình xuất hiện ấy, cái tâm ác nó mất rồi nó mất rồi nhưng mà do đâu? Do đâu? Nó giống như nó giống như một cái toa tàu, một cái đoàn tàu, một cái đoàn tàu. Nó gồm có những cái toa màu trắng và những toa màu đen. Nó chạy liên tục như vậy. Rõ ràng đúng là có toa màu trắng và cũng có toa màu đen. Nhưng mà do nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Cho nên mình thấy trắng đen nó nó xen kẽ nhau cũng vậy, cũng vậy, cái tâm của mình nó biến diệt nhanh lắm thưa quý vị, nó biến diệt nhanh lắm. khi thì nó là tâm thiện, khi nó là tâm bất thiện, nha. đấy. thành ra mình cứ nghĩ niệm phật là niệm phật mà sân thì nó vẫn cứ sân nhưng thực tế không. khi niệm phật thì sân biến mất, khi niệm phật thì sân biến mất, rồi khi sân thì niệm phật biến mất chẳng qua là nhanh quá cho nên mình có cái cảm giác là niệm thì niệm mà sân thì sân như vậy đó cái việc mình cần làm là cái gì để cho cái tâm thiện của mình xuất hiện liên tục xuất hiện một cách liên tục càng nhiều càng tốt càng kháng khích càng tốt khi mà mình thấy đó À, mình à, tụng mình niệm mà sân nó vẫn sân đúng không thì có nghĩa là cái thiện của mình chưa đủ nhiều tích cực làm nhiều hơn nữa thì tự nhiên dần dần ấy cái sân nó biến mất ừ. khi mà mình à, có tàm úy tức là gì tức là sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi trong kinh tăng chi và tương ưng đức phật nói tàm úy là hai pháp nâng đỡ thế gian có nghĩa là sao khi mà người ta còn biết cái sự hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ với tội lỗi người ta sẽ không có dám làm ác người ta sẽ ngại cái chuyện làm ác Đúng. và nếu như lỡ nha nếu như lỡ người ta phải ở trong cái thế là phải làm ác nhưng mà nói thì phải như vậy thôi chứ còn thực tế mình có sự lựa chọn mà nhưng mà như sư nói ngay cả trong trường hợp người mà có tàm úy lựa chọn làm ác thì họ cũng có sự hổ thẹn và sự sám hối ăn năn về đức và trong bụng của họ đấy họ sẽ tự nhủ là không có nên làm cái chuyện đó nữa. À, cái hồi mà trước khi uh, xuất gia, trước khi xuất gia uh, sư tường, sư từng làm uh, sư làm một vài nghề, sư làm cũng nhiều nghề lắm, mà một trong số đó có một đoạn thời gian, sư làm cái bộ phận là chăm sóc khách hàng, thì có nghĩa là khi mà khách gọi tới đó, khách gọi tới thì mình tìm cái lý do này lý do kia để mình xoa dịu khách hàng, rồi mình tìm cái lý do để mà mình kéo để hẹn họ thêm ráng chờ nha, ráng chờ như bên kỹ thuật đang cố làm lắm á. Ừ nhưng mà mỗi lần mà sư nói như vậy. Đó, nó ngượng miệng lắm cái gì. Tại vì mình đang nói dối. Nó ngượng miệng lắm. Mà mỗi lần mình nói dối như vậy. Là mỗi lần mình cảm thấy ngượng. Rồi từ từ, từ từ, từ từ. Đó, mình thấy. Cái đời sống cư sĩ tại gia nó... Khó giữ giới quá. Khó giữ giới quá. Và thế là có... Nó suy nghĩ là này. này chỉ có đi tu chứ còn ở đời ấy, làm sao giữ giới bây giờ đấy có nghĩa là sao khi mà ở trong bụng của mình ấy có cái sự hổ thẹn đối với tội lỗi và ghê sợ với tội lỗi mà nhiều vị gọi đó là liêm sĩ ấy. ừ thì tự nhiên khi đối diện với cái ác cái xấu là mình ngại mình ngại mình biết sợ mình biết ngại nha à, một cái một người một cái cô gái mà đứng trước sự cám dỗ của đồng tiền thì nếu như mà cổ có liêm sĩ nha cổ có lòng hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ với tội lỗi thì cổ sẽ không bán rẻ thân mình vì những đồng tiền đó một anh chồng một người chủ gia đình khi mà đứng trước cái sự cám dỗ của những cuộc ăn nhậu nha của những cuộc tăng hai tăng ba mà nếu như cái người chủ gia đình đó mà có liêm sĩ có tàm úy có sự hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ với tội lỗi tức là mình có trách nhiệm với gia đình thì có lẽ là vì đó nó phải trùng bước, phải trùng bước. Ừ. cho nên ý, ở đâu mà có ánh sáng của chánh pháp thì ở đó những cái pháp bất thiện nó bị xua tan đi, nha, nó bị xua tan đi. như vậy mình suy nghĩ như vậy tại sao mà mình sống nó tệ tới như vậy? quý vị thử nghĩ có một ngày bao nhiêu thời gian mình sống trong cái tâm thiện bố thí nè dự giới nè hành thiền nè cung kính này, phục vụ nè à, nghe pháp thuyết pháp tùy hỷ hồi hướng sửa sang chi kiến cho đúng bao nhiêu thời gian mình dành cho những việc đó bao nhiêu thời gian mình dành cho những việc đó rồi bao nhiêu thời gian mình dành cho cái việc thương người này ghét người kia. thích cái này bực cái nọ. mà sư thấy hình như là mình dành thời gian cho các cái pháp bất thiện hơi bị nhiều nha, hơi bị nhiều. Do đâu? Do mình để cái tiếng con hổ, cái hình ảnh con hổ nó vắng bóng trong tâm thức của mình mình phải thỉnh nha, mình phải thỉnh các ông ba mươi, ông hổ ngự trị trong tâm của mình, thì sự xuất hiện liên tục của những pháp thiện nó mới có năng lực nó đẩy những pháp bất thiện đi. Sư nghe một cái hồi nhỏ thôi, hồi nhỏ sư nghe một cái cô lớn tuổi cổ nói một câu mà tới bây giờ sư vẫn nhớ và sư thấy có lý đó là gì ngày thường ấy cứ giữ giới đi nha ngày thường cứ giữ giới đi rồi đến khi mà mình gặp những cái cám dỗ đó giới nó giữ mình tức là sao ngày thường ấy, mình lo mình giữ giới mình lo mình nghĩ nhiều về những thiện pháp thì khi những cái cám dỗ bất thiện xuất hiện ấy thì chính pháp nó giữ mình lại nha mình muốn làm ác thôi không được đâu không được đâu hồi nãy quý vị có nhớ sư nói sự xuất hiện của con hổ con vật nhỏ thì nó chạy tán loạn nhưng con vật lớn cỡ như con voi đấy con tê giác ấy, thì nó chỉ là e ngại thôi chứ nó chạy thì nó chưa tới mức có nghĩa là sao sự xuất hiện của những cái pháp thiện sự xuất hiện của chánh pháp trong nội tâm của mình ấy thì những cái tội lỗi nhỏ nhặt nha những cái tội lỗi nhỏ nhặt nó biết sợ nó chạy hết nhưng mà những cái cám dỗ lớn Những cái tội lỗi lớn Nó chỉ về chừng thôi Chứ nó không tới mức nó chạy đâu Thành ra đó Cái con hổ của mình ấy Phải mạnh như thế nào đó nhà Phải mạnh như thế nào đó Thì mới đuổi được những con thú lớn Chứ còn mà cái pháp thiện của mình yếu quá Lâu lâu thì mình tụng bài kinh Lâu lâu thì mình nhớ nghĩ tới Phật lâu lâu thì mình làm một vài ba chút thiện pháp cho có cái gọi là thì tới hồi mình đối diện những cám dỗ lớn còn lâu nó mới sợ mình nha còn lâu nó mới sợ mình cho nên mình phải ráng nuôi cái con hổ ở trong tâm của mình nuôi cho nó lớn lên nha nuôi cho nó mập lên chứ còn nó yếu quá thì người ta không gọi nó là con hổ mà người ta gọi nó là con mèo nha rồi một cái nữa một cái đặc điểm nữa của con hổ đó là gì mắt của con hổ nó có thể nhìn xuyên qua màn đêm mắt con hổ tinh lắm tinh lắm nó có thể nhìn xuyên qua màn đêm cũng vậy đó. cũng vậy đó. Chánh kiến nó có khả năng xua tan và xuyên thấu những cái vô minh tâm tối biết bao nhiêu con người nha. Ta kiến một cây. Nha. Nhưng mà chỉ cần họ nghe được một câu chánh pháp. Chỉ cần họ nghe được một câu chánh pháp. Thì tự nhiên tự nhiên tôi là bao nhiêu cái vô minh nó biến sạch nha. Cái thân chúng ta nghiệp đó. cái những cái ác nghiệp đó. nó như cái núi vậy nha nó như cái núi vậy còn những cái thiện nghiệp của chúng ta đó, nó như một hạt bụi thôi nó như một hạt bụi thôi cái thiện nghiệp của chúng ta nó không đáng là cái gì so với các cái pháp thiện cả nhưng mà nhờ chánh pháp nhờ chánh pháp chỉ cần một câu hợp lý mà thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể rủ sạch toàn bộ những cái ác Có những người như vào thời Đức Phật có một tên đau phủ tức là làm cái nghề đồ tể chặt đầu chặt đầu thiên hạ. Cái số người mà anh giết tính bằng ngàn. Nha, tính bằng ngàn thì nếu như lẽ ra với cái ác nghiệp đó, đó là anh anh phải đi địa ngục nhưng mà ngài xá lợi phất vào buổi sáng ngày hôm ấy ngài thấy cái duyên lành của người đồ tể cái duyên lành của kẻ sát nhân ngài đến và ngài độ khi mà cái người đau phủ thấy ngài từ xa tự nhiên có lòng thương mến trời ơi từ hồi xưa đó cái hồi mà mình có cái để mà mình cúng giường ấy, thì không gặp mấy ông sư này mà đến hồi mình gặp ấy, thì mình lại không có cái để cúng giường ngày hôm nay mình có đồ ngon mà mình vừa gặp cái vị sư khả kính này nữa quan hệ quá thôi để bác cúng giường ổng đi Ngài sẽ Lợi Phất, Ngài rất là khéo léo. Ngài làm cho cái người đao phủ này đó, ở trong một cái trạng thái hoan hỷ, ở trong một trạng thái không bị thiêu đốt, um, bởi cái sự đối, bởi sự khác, bởi sự nóng bức. Và Ngài chỉ thuyết một cái bài kể chúc phúc ngắn gọn thôi, rất là ngắn gọn thôi. Nhưng mà do cái sự khéo léo của Ngài đó, người đau phủ ngay trong tích tắc chứng đắc sơ quả tu đầu và kể từ thời điểm đó nha kể từ thời điểm đó ông cánh xa không bao giờ phải xa đọa và bốn đường ác đạo có nghĩa là sao toàn toàn bộ các ác nghiệp ấy chặt đứt không còn liên quan nữa và chiêu tăng về bạch với Đức Thế Tôn bạch đó, Trời ơi cái người đau phủ ấy, làm ác cả một đời nha cái số người mà ông giết ấy, tính bằng cả ngàn á vậy đó mà do đâu mà thuyết có một câu thôi mà có thể chứng đắc được đạo quả kinh khủng quá Đức Thế Tôn mới nói pháp của Như Lai đó không nên tính theo cái số lượng ít nhiều mình nếu như mình chỉ nói một câu ấy, mà người ta được cái sự lợi lạc nó hơn vô số lần mình nói cả trăm cả ngàn câu mà người ta nghe xong nó chỉ toàn là nhân cho bất thiện thôi mình để ý coi một ngày một tháng một năm một đời của mình khi miệng mình mở ra bao nhiêu lời là nó dành cho cái chuyện thương ghét cái chuyện thù tạc chuyện làng trên sóng dưới truyền của thiên hà xóm làng nhiều lắm vô số lần nhưng mà bao nhiêu lời mình mở miệng ra mình dành cho từ bi hỷ xã kham nhẫn ký tuệ khó lắm nhưng mà chỉ cần một lời chánh pháp có thể thức tỉnh rất là nhiều người có nhiều người họ đứng trên bờ vực thẳm nhưng chỉ cần một câu chánh pháp họ nghe tự nhiên đầu óc của họ đó được khai sáng ra và thế là họ quay đầu họ biết quay đầu nhờ chánh pháp cho nên ở đâu có chánh kiến thì ở đó sẽ xua tan màn đêm của sự vô minh chứ đừng có để mà mình đem cái màn vô minh đó mình che lấp đi hết toàn bộ chánh kiến thì nó kẹt lắm kẹt lắm nói như vậy đó chánh kiến là cái gì chánh kiến là cái gì ở đây có ai biết không ừ? có ai biết chánh kiến là cái gì không nói cho sư nghe coi <laughs> rồi thôi không ai nói tôi sư sẽ... tự trả lời uhm. mình chỉ nhớ một vài chuyện thôi chánh kiến biết cái gì là thiện cái gì là bất thiện cái gì nên làm cái gì không nên làm chánh kiến có nhiều lắm nhưng mà mình chỉ cần nhớ mấy chuyện này là đủ rồi nha. đủ cho cái đời sống của mình rồi ví dụ ha không không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu thì nó là thiện bố thí nó là thiện tùy hỷ với cái thiện của người khác với cái lành của người khác nó là thiện có cái lòng biết sang sẻ biết yêu thương từ bi hỷ xã nó là thiện rồi gì nữa cái gì là bất thiện sát xanh nè trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu nó là bất thiện Nha. ganh tị nó là bất thiện bỏng sẻn nó là bất thiện nóng nảy giận hờn nó là bất thiện uhm, ham hưởng thụ nó là bất thiện có lòng hại người nó là bất thiện đấy mình chỉ cần biết như đó thôi biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thì như vậy đó là mình có chánh kiến. Mà khi mình có chánh kiến thì cái gì? Những cái pháp ác bất thiện nó sẽ bị xua tàn đi. rồi gì nữa quý vị để ý thôi. cái con hổ á, nó chỉ săn mồi khi nào nó đói thôi rất là gì chỉ khi nào nó cần ăn thì nó mới đi kiếm mồi chứ nó không phải là săn mồi chỉ để cho vui cũng vậy cái người có trí cái người có trí họ chỉ dùng khi nào cần thiết. Ví dụ như họ chỉ ăn khi nào đó. Và chỉ ăn đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày. Trong 13 hành đầu đà đó có một hành một số hành nó dính dáng đến việc ăn. Ví dụ như ngày chỉ ăn một bữa, ngày chỉ ăn một bữa Tức là gì? Nếu như mà buổi sáng hôm đó, đó nha, có người mà đặt bát cúng dường á, một cái quả táo, một quả táo, thì vị đó ăn cái quả táo đó xong rồi đó, là nghỉ. Quý vị chờ xin một chút xíu. Đấy. thì khi mà vị đó ăn một cái quả táo đó rồi ăn một lần rồi đó thì nguyên ngày hôm đó vị đó nhịn không ăn nữa nha không ăn nữa ừ. rồi hoặc là cái hạnh đầu đà đó ừ. chỉ ngồi một lần khi ăn chỉ ngồi một lần khi ăn à, có nghĩa là sao có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như vị này đang ngồi ăn đúng không? Vị này đang ngồi ăn à... gặp vị trưởng lão tới nha, gặp một vị trưởng lão tới, vị này đặt cái bát xuống, đứng dậy, sắp chắp tay xá chào, nha, chắp tay xá chào thì kể từ khi vị đó đã nhấc lên rồi là đã, đã nhấc cái thân lên rồi đó, là không ăn nữa không ăn nữa này như vậy nó mới quý chứ còn mình ăn mà ăn từ sáng ăn tới chiều ăn tới tối ăn tới khuya thì nó đâu có gì đáng nói Đấy. Ừ. chính bởi vì như vậy đó người ta mới quý những vị thiểu dục có lần ấy À, có phật tử nhờ sư, sư ơi, sư kiếm dùm con mấy cái vị sư nào á, mà tu hành khả ái khả kính đấy, à, sư tạo điều kiện cho con để con đến con cúng dường các vị đó. Nhưng mà nó kẹt như vậy nữa quý vị, không phải là sư không gặp sư đã cố sư tìm một vài vị rồi, nha một vài vị rồi như nó kẹt như vậy. Những vị mà khả ái, khả kính các vị đó lại thiểu dục. Nó có nghĩa là sao? Hỏi các ngài á, bạch ngài, ngài có cần cái gì không để con con cúng dường. Các ngài nói tôi có đủ rồi. Tôi có đủ rồi. Không cần phải cúng dường đâu. Hỏi các ngài cái gì, các ngài cũng nói là tôi có đủ rồi. Nha như mà cái người bình thường á, hỏi trời ơi uh, sư ơi uh, sư ơi có phật tử ở mỹ ở canada ở úc ở ở đâu đó nha uh, cúng dường uh, sư vài ngàn trội hoan hỷ quá hoan hỷ quá xa thú xa thú xa thú nhưng mà nhưng mà gặp những cái vị mà các vị đó thiểu dục á kẹt một chỗ là mình muốn cúng dường cho mình đem tiền tới mình cúng dường các ngài mình đem đồ tới mình cúng dường các ngài các ngài nói, thôi tôi có đủ rồi kẹt như vậy đó thành ra các ngài giống như con hổ vậy ăn có chừng mực thôi chứ không phải là gặp cái gì cũng ăn ăn đói ăn hoàng các ngài không có Nè. Là chính bởi như vậy, đó. chính bởi vì như vậy đó. cúng dường được các vị đó mới là đáng quý. Mặc dù thì thôi cứ gặp các ngài là các ngài cứ từ chối thôi. Sư um, biết một vị vị này ở Miến thì biết hoan hỷ lắm. Rất là sao? Vị này ở trong rừng hành cái hành đầu đà ở trong rừng vì này hành suốt mấy mươi năm như vậy rồi thì um, người dân ấy, thấy ngài ở trong rừng ấy, mà lớn tuổi rồi người ta ngại quá thương ngài quá người ta xây cái xây một cái chùa xây cái chùa lên và mời ngài về ngài chỉ về ở cho có cái chỗ ở thôi ngày, rồi để tụi con hầu ngài nha để tụi con hầu ngài nhưng mà quý vị ngài về đó ngài giống như là giọt nước trên lá sen vậy cái chuyện chùa chiền ấy cái chuyện chuyện chùa chiền không dính dáng gì tới ngài chứ ngài giống như khách nha mặc dù mang tiếng ngài là trụ trì chứ ngài y như là khách ngài không lo bất kỳ một cái chuyện gì của cái ngôi chùa những cái chuyện mà lặt vặt liên quan tới chùa phật tử thương à, thì đến à, phụ dọn dẹp thôi còn nếu không ấy à, thì ngài để cái chùa đó lại cho người khác rồi ngài cứ vậy ngài về rừng nha cứ vậy ngài về rừng nhưng mà quý vị thấy đó? người ta thương ngài người ta thỉnh người ta mời người ta đem ngài về nên mà ngài như giọt nước trên lá sen vậy. Mà nó lạ một chuyện như vậy, nó lạ một chuyện như vậy. Quý vị thấy sư uống nước thường xuyên. Sư uống nước thường xuyên. Bởi vì sư hay khác. Sư hay khác lắm. Rồi cái hôm mà đến viếng thăm ngài đó. Hôm đó sư quên đem cái chai nước, quên đem nước theo trên cái con đường đi nó thiệt đúng gì trên con đường đi đi hình như đi cũng phải cả tiếng đồng hồ cái khác nó đốt cháy cái cổ nhà nó đốt cháy cái cổ khó chịu ghê lắm khó chịu ghê lắm vậy đó mà khi đến khi đến gần cái chỗ ở của ngài rồi đó tự nhiên tự nhiên nó không còn khổ nữa mình vẫn biết là mình khác nhưng mình vẫn biết là mình cần uống nước mình vẫn biết là mình khác. Nhưng mà tự nhiên cái gọi là cái sự khổ do cái khác đem lại nó biến mất. Nó lạ như vậy, nó lạ như vậy. Rồi khi mà gặp ngài đó, khi gặp ngài. Ngài đang ngồi, ngài đang ngồi trên cái ghế như vậy. Cái sư có cái ý ngồi ngồi nói chuyện với ngài rồi bình thường nhưng mà khi khi mà sư có cái ý là đảnh lễ mà chạm vào chân của ngài nhưng đảnh lễ mà chạm vào chân của ngài, hai tay mình chạm vào chân của ngài tự nhiên tự nhiên ngài đang ngồi như vậy nè ngài duỗi chân ra <laughs> ngài duỗi chân ra ngài không có duỗi thẳng mà ngài đưa cái chân ra để vừa thoáng hiện cái bàn chân ra để mình có thể chạm vào sự hết hồn của gì sự hết hồn không biết ngài có khả năng đọc được tâm của mình không có khả năng đọc được cái suy nghĩ của mình mà mình vừa có suy nghĩ như vậy là đưa cái chân người ra hết hồn những bậc như vậy mới là đáng quý nha. những bậc như vậy mới là đáng quý ừ. Đấy. mà những vị như vậy quý vị biết là vào cái mùa dân y tức là sau khi mà chưa tăng mãn mùa ăn cư kiết hạ đó, đại gia thí chủ xếp hàng để mà thỉnh ngài làm thí chủ dân y nha ngài không có nhận ngài để cái phước đó cho người nghèo tức là mấy người nghèo á thiếu phước thì ngài nhận cái y của người đó chứ ngài không nhận mấy cái tay đại gia <laughs> đấy thành ra đó thành ra cái sự hưởng thụ mình tạm gọi là cái sự hưởng thụ thôi tức là cái sự thọ nhận thọ nhận của những bậc trí nó hạn chế ghê lắm nó hạn chế ghê lắm Đấy. Và nói cái này nữa cho quý vị giật mình à. Cái này là sư sam um, hối trước với tầm bảo là sư đổi một tí xíu để cho nó bớt nặng, để cho nó bớt nặng Chứ còn Đức Phật nói nó rất là nặng nề nha. À, đó là gì? Có một số cái đó nó chỉ còn ở loài thú chứ nó không còn ở loài người mà ở trong kinh chính xác đức phật nói là chỉ còn loài chó chứ không còn loài người đó là gì cái con thú đực nó chỉ đến với con thú cái trong cái mùa mà con thú cái nó có thể thụ thai thôi nhưng mà loài người không còn cái đó nữa loài người thì đến với nhau trong cả cái thời điểm thụ thai lẫn không thể thụ thai cái con thú đực nó chỉ đến với con thú cái nó không đến với cái con không phải là thú cái nhưng mà cái này nó chỉ còn ở loài thú thôi không còn ở loài người ở loài người người nam đến với người nữ và đến với cả người không phải là người nữ đấy cho nên đức phật nói rất là nặng để chi để chúng ta hiểu rằng Loài người của mình bây giờ á hưởng dục ghê gớm lắm, hưởng dục ghê gớm lắm mà nhớ về một chuyện. Mình càng hưởng nhiều dục thì mình càng đi xuống nha, mình càng đi xuống. Đó là lý do mà trong kinh Sừng bò Đức Phật nói này các Tỳ kheo, số chúng sanh ấy sau khi thân hoại mạng chung loại người ấy, sau khi thân hoại mạng chung mà đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó nhiều như lông bò mà số người á, sau khi thân hoại mạng chung đi lên cõi người cõi trời nó ít như sừng bò do đâu do mình hưởng thụ nhiều quá nha do mình hưởng dục nhiều quá do mình ham chơi nhiều quá cho nên mình làm lông bò tại vì làm cái lông bò đó thì nó nó vui nó thoải mái còn làm sừng bò nó khô khan nó khó quá gì đâu mà phải nhịn ăn nè nhịn mặt nè nhịn nói nè cái gì cũng nhịn hết trơn á cái gì cũng nhịn hết trơn á nó khó quá thôi chứ mấy cái đó để cho mấy thầy để cho mấy sư à, mấy thầy mới sư vào trong rừng á, chắc dễ chứ còn tụi con thì thôi chính bởi vì như vậy nói cho quý vị giật mình lông bò nó nhiều hơn sừng bò nha coi chừng cái kiểu của mình là cái kiểu lông bò đó cho nên ráng ráng học cái hạnh của con hổ nó chỉ săn mồi khi đói và chỉ ăn khi nào nó cần mình ráng nha ráng tập cái nét đó nó rất là tốt ừ, rất là tốt rồi gì nữa rồi gì nữa thì ý... con hổ con hổ nó ư thích đập cư quý vị để ý coi mặc dù nha mặc dù con hổ nó cũng có cũng có con, nó cũng có cái bạn đời của nó, nhưng mà mỗi một con nó có khu vực riêng, nó không có ở chung, nó sống độc cư. Cũng vậy. Cái người có trí thì phải ưa thích sự độc hành. Mà nói về độc cư ở đây đó, phải nói nói cho nó tới nha cái sự độc cư ở đây đó nó có độc cư về thân và độc cư về tâm có những người thân độc cư nhưng mà tâm không độc cư có những người tâm độc cư nhưng mà thân không độc cư có những người cả thân lẫn tâm đều không độc cư và có những người Cả thân lẫn tâm đều đập cư. Có nghĩa là, nói theo kiểu dễ nhớ, dễ hiểu đó là, có những người, tâm họ ở một mình thôi. Nhưng mà cái thân của họ đó là chung đụng với thiên hạ. Mà có những người, cái thân họ thì ở một mình, nhưng mà cái tâm của họ chung đụng với thiên hạ. Rồi thì có những người buông buông thả hết, rồi có những người ở một mình hết. thân độc cư có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở cái nơi hoang vắng. Ở nơi hoang vắng. Không có chung chạ với số đông. Không có gặp gỡ số đông. Ở cái nơi hoang vắng này. Thì cái chuyện mà ở nơi hoang vắng Ngó vậy chứ nó cũng không khó lắm đâu. Quý vị à, đã trải qua một cái giai đoạn cách ly Covid đúng không? Thì à, quý vị cũng thấy là ở mình riết thì có khi nó cũng quen. Cách ly, cách ly. Ở một mình riết có khi nó cũng quen. Cũng không có gì đáng ngại lắm. Mà mình cũng thấy là à, chắc có lẽ mình ở lâu được thành thử cái chuyện mà độc cư về thân nó vậy chứ nó cũng không khó khăn nhưng mà cái chuyện tập cư về tâm nó căng à nó căng đập cư về tâm có nghĩa là sao tâm mình không hướng về đời không có suy nghĩ cái chuyện hưởng thụ ở đời tâm của mình tránh xa những cái pháp bất thiện tâm mình không có suy nghĩ cái chuyện hưởng dục, không suy nghĩ cái chuyện hưởng thù nha, tâm của mình ấy không suy nghĩ cái chuyện giận hờn, không suy nghĩ cái chuyện hại người, nó vậy chứ khó lắm. Mình ở một mình thì kiểu gì mình cũng kiếm chuyện để làm, mà kiếm chuyện để làm thì thường nó là cái sự làm để kiếm chuyện. thành ra mình để cái tâm của mình này, mà nó yên ổn, nó cách xa những cái sự hưởng thụ, cách xa cái chuyện ghét thương, nó vậy cho nó khó vô vàng, nó khó kinh khủng, mà đó mới là kẻ đăng quý nó mới là kẻ đăng. thành ra có những người um, xuất gia, thân độc cư, có những vị vào rừng thân độc cư nhưng mà tâm của họ vẫn còn hướng về đời thì như vậy cái sự độc cư chưa rút ra chưa rút ra mà mình phải có cái sự cách ly hẳn về tâm nó mới được nha quý vị có thể nghĩ ủa như vậy thì đâu có dính dáng gì tới con đâu mấy sư mấy sư ở rừng mấy sư ở mình mấy sư tu hành thì nó ngon lành rồi dính dáng gì tới tại gia cư sĩ nhưng mà không nhưng mà không chúng ta phải ráng dành cho mình một cái không gian riêng ráng dành cho mình một cái khoảnh khắc riêng một cái thời điểm riêng mà ở thời điểm đó mình chỉ có một mình thôi xứ từng gặp một cái cô cư sĩ Cô nói là bây giờ tối khó ngủ quá sư ơi. Sư mới nói bây giờ cô để toàn bộ những cái trách nhiệm của cô xuống. Bỏ con cái qua một bên cô lo cho con cái nhiều quá cô mới nói. Bỏ sao được sư? Con thì đứa nó còn đang đi học, đứa nó còn chưa đi làm có đứa nó nó mê đi làm nó không muốn đi học mà có đứa nó mê đi học nhưng mà cái nó là cũng không có muốn đi làm rồi nào là tiền bạc rồi nào là chồng rồi nào là con chồng thì nhậu rồi con nó thì đứa thế này đứa thế kia ô thôi rồi làm sao mà con buông được sư Sư mới nói Sư không kêu cô buông toàn bộ Nhưng ít nhất ít nhất Có những thời điểm cô nên buông Ví dụ như Khi mà cô vào chùa nha, Khi cô vào chùa Thì cô đặt hết những gánh nặng đó xuống đi Mình vào chùa Mình để hết con cái để ở ngoài cửa để hết chồng để để công chồng đó ở ngoài cửa. Để cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình ở ngoài cửa, để công ăn việc làm mình ở ngoài cửa. Khi bước chân vào chùa, mình là một người thuần túy. Mình là một người để toàn bộ gánh nặng xuống thì mình nhẹ biết là bao nhiêu. Mắc mớ gì mình đem hết những thứ đó vào chùa. Ừ? Rồi trước khi mình đi ngủ, nhưng trước khi mình đi ngủ nhớ về một chuyện như thế này mấy tiếng đồng hồ này đó mình có lo nghĩ nha mình có lo nghĩ đi chăng nữa thì cũng không giúp gì được cho mình mình nằm ngủ mà mình lo cho con thì đứa con cũng không khá hơn mình nằm ngủ mà mình lo cho ông chồng ông chồng ông cũng không có tốt hơn mình nằm ngủ mà mình lo cho công việc thì công việc mình cũng không kiếm được nhiều tiền hơn. Thì như vậy, lo để làm cái gì? Khi đó, mình đặt hết. nha Cái giờ này là giờ dành cho mình. Giờ này là giờ để mình đọc cư. Giờ này là giờ chỉ có ta và riêng ta mà thì như vậy, cái thời điểm đó, để ông chồng xuống, để mấy đứa con xuống, để trách nhiệm bổn phận xuống, để công ăn việc làm xuống khi đó. Mình là người tạm thời đặt gánh nặng xuống và mình là người đọc cư, nhẹ nhõm biết là bao nhiêu. Nhưng mà nói như vậy đó, hmm. muốn làm được muốn làm được á quý vị phải thực hành chứ không phải dễ đâu không phải dễ đâu nha phải thực hành và phải thực hành khi mình thực hành thường thì mình mới làm được chuyện đó có những vị vị đó mất ngủ chằn trọc lăn đi lộn lại hỏi vị khác xưa có kinh nghiệm như thế nào trong việc này thì vị kia vị đó chỉ trả lời một cách đơn giản thôi khi muốn ngủ thì chủ động chìm vào giấc ngủ với cái ý thức là ta sẽ thức dậy vào lúc mấy giờ là xong là xong vì đó chỉ nói đơn giản như vậy thôi mà muốn được như vậy đó. muốn được như vậy mình phải thực hành và mình phải có cái kỹ năng mà kỹ năng đó là gì sư vừa nói với quý vị xong sư vừa nói với quý vị xong nha nhớ dùm cái chuyện đó tạm thời trong thời điểm đó mình đặt toàn bộ gánh nặng xuống và mình là con hổ độc cư một mình vào thời điểm này cho nên ý, con hổ ở thế gian Ai cũng sợ Không ai dám rước vào người Nhưng mà sư mong quý vị Rước cái con hổ của chánh pháp Ngự trì ở trong tâm của mình Ngự trì ở trong nhà của mình Để chi? Để mình Là sừng bò Để mình là sừng bò Mình không phải là lông bò Nha. Và hình như là do cái um, vẫn còn trong cái uh, chuỗi uh, thời gian tu học um, dành cho quý vị cho nên thời pháp ngày hôm nay uh, chỉ, uh, dừng ở đây thôi. Uh, chỉ dừng ở đây thôi chỉ uh, dừng ở đây thôi dạ uh, không biết là còn được uh, bao nhiêu uh, thời gian hay là mình dừng ở đây thưa đại đức dạ vâng dạ, dạ thì uh, như vậy đó uh, xin uh, chi phước đến uh, chư thiên tất cả chư thiên người xung quanh nơi đây cũng như người xung quanh nơi ở của quý vị và mong cho quý vị uh, cũng như thân bằng quyến thuộc và chư thiên uh, và những cái thân nhân còn hiện tại cũng như đã quá vãng được sự an vui trong chánh pháp được sự an lạc Trong chánh pháp Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ Nguyện thoát ba tai nước lửa binh Nguyện thể chúng sanh hội oan kết Nguyện cho nhân loại sớm tu hành Nguyện dình tam học giới định tuệ Nguyện đoàn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyện diệt tâm tham háo lời danh nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đạo quả sớm viên thành nạp mô bụt thai giá nạp mô thăm ma giá nạp mô sang khai giá chúc quý vị ăn vui

sức khỏe và trên cánh tác của Đức để truyền cho tất cả chúng sanh thấm dừng quy lý của ngài để thay đổi ở trong cuộc sống chuyển những khổ đau trở thành thực hạnh phúc và giờ dần chúng ta và